Chiều nay, tôi triệu tập họp thường vụ đột xuất để bàn một số việc nhằm đối phó với tình hình mới. Như các đồng chí đã biết, cường độ máy bay Mỹ đánh phá trên địa bàn tỉnh ta ngày một gia tăng. Riêng ngày hôm nay, máy bay của chúng đã đánh phá hơn 10 lần vào 5 địa điểm khác nhau trong tỉnh. Lần đầu tiên chúng đánh có chủ định vào khu vực dân cư của thị trấn Vân Phong. Vừa ném bom, vừa giải truyền đơn nhằm khủng bố tinh thần của nhân dân.